xin giới thiệu đến quý vị một lô đất tại xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Lô đất có mặt tiền con đường nhựa này nha quý vị. Từ vị trí mình đi ra đường DT744 thì đâu đó khoảng 100m nha quý vị nhé. Lô đất của mình là ngang 5 và chiều sâu của nó là 35m. Tổng diện tích trên sổ là 180m2 nha quý vị. Hiện tại thì chạy vào này là khu dân cư hiện hữu. Này là thuộc ấp Hàng Nù, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng. Từ đây đi về ngã Ba Giáng Hương khoảng 5km, đi về ngã Tư An Lập khoảng 5km nha quý vị. Cái bên là có nhà xưởng đã xây rồi nha quý vị. Xung quanh thì dân cư hiện hữu. Từ đây đi ra đường DT748 khoảng 200m nha quý vị.